Rồi, hello chào các bạn ạ. À, để ngàn Linh báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. À, trên trang cà phê ép mình thấy đang một cái bài rất là hay các bạn. Đại gia đường bia giải thích vì sao ở Việt Nam nhiều người giàu lên từ làm bất động sản. Bài này đang cách đây mấy ngày rồi, mình định chia sẻ với các bạn. Nhưng mà có những cái bài nó mang tính chất thời sự hơn, mình lại ưu tiên mình chia sẻ trước. Thì ngày nay mình tranh thủ mình chia sẻ với các bạn bài báo này. Bài này có những nội dung rất là hay các bạn, để cho các bạn thấy là những người đã lên cái tầm đại gia có cách nhìn nhận về cái lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là bất động sản rất là hay. Mình nên học hỏi những người thành công các bạn ạ. Thì nhắc đến ông Nguyễn Hữu Đường á, chủ tịch tập đoàn Hòa Bình, phần lớn mọi người đều biết ông có một cái biệt danh gọi là Đường Bia. Ông Đường nổi tiếng là sản xuất trong ngành kinh doanh bia ở miền Bắc. Những năm 80, ông đã là một người làm bia và trở nên giàu có. Sau này tập đoàn Hòa Bình kinh doanh thêm một cái mảng nữa, đó là bất động sản. Thì vị đại gia này nổi tiếng với những dự án bất động sản giác vàng. Ở Hà Nội, như các bạn biết, nổi tiếng nhất là dự án Golden Line Hà Nội đó. Dự án là giác vàng từ trong ra ngoài. Ở Đà Nẵng thì có dự án Golden Bay. Nói chung là những dự án của ông ta là luôn luôn có màu vàng. Nhưng có một điều rất là kỳ lạ các bạn. Mặc dù nổi tiếng với nhiều bất động sản giác vàng như vậy, nhưng mà ông Nguyễn Hữu Đường cho biết ông không hề thích vàng, cũng như không giàu lên từ đất cát. Trong một cái bài phỏng vấn, khi được hỏi về bất động sản có phải là cách kiếm tiền dễ hơn làm bia hay là không, thì ông Đường có một bài chia sẻ theo mình rất là hay các bạn. Đây là lời chia sẻ của ông Đường. Ông ta nói: "Tôi giàu lên từ bia chứ không phải từ đất. Nhưng ở Việt Nam nhiều người giàu lên làm từ bất động sản. Đây là ngành mang lại lợi nhuận cao. Tôi thấy một đất nước đang phát triển thì ngành bất động sản hấp dẫn là điều bình thường. Làm ngành này cũng không phải suy nghĩ nhiều, không phải chấp nhận may rủi nhiều. Nếu có khu đất vị trí tốt thì càng dễ thành công. Trong khi đó làm sản xuất hàng hóa lại rất gặp nhiều khó khăn, phải tính đến tiêu thụ ở đâu, đối thủ cạnh tranh như thế nào." Phải nói đây là những cái lời chia sẻ rất đúng với thực tế. Như các bạn biết, hiện bây giờ trong danh sách 20 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta là có đến 7 người tỷ phú liên quan đến lĩnh vực bất động sản, chiếm đến 35% tổng tài sản. Đây là cái bảng mà người ta đã phân tích và thống kê ra được các bạn ạ. Bảy đại gia bất động sản tài sản là 308.000 tỷ đồng. So với 13 người còn lại, những lĩnh vực khác chỉ chiếm có 276.000 tỷ đồng. Có nghĩa là trong 20 người giàu nhất này á, 7 người liên quan đến bất động sản. Tổng cái tài sản của họ nhiều hơn 13 người còn lại. Đó các bạn thấy, 308 và 276. Và đây là những cái nhân vật mà các bạn biết hết rồi đó. Ví dụ như anh Phạm Nhật Vượng là chủ tịch tập đoàn Sun Group, anh Bùi Thành Nhân là chủ tịch tập đoàn Novaland, anh Nguyễn Văn Đạt là chủ tịch tập đoàn Phát Đạt, anh Đỗ Anh Tuấn là một người mới nổi đây thôi các bạn, mình nghĩ rất là nhiều người chưa biết. Anh này là chủ tập đoàn Sun 2 đó, một cái tập đoàn mới. Còn chị Phạm Thị Thu Hương là vợ của anh Vượng. Còn Phạm Tứ Hàng là phó chủ tịch hội đồng quản trị đó, nằm trong cái tập đoàn Sun Group luôn đó, người làm rất là lâu năm với anh Vượng. Còn chị Cao Thị Ngọc Sương này là vợ của anh Bùi Thành Nhân đó, thuộc tập đoàn Novaland. Còn bên này những nhân vật các bạn cũng biết sơ sơ đó, ví dụ như anh Đình Lam là rất nổi tiếng rồi,
tập đoàn Hòa Phát này, anh Hồ Hùng Anh là tập đoàn Techcombank này, chị Thảo là Vietjet này, anh Thụy là Bảo Bảo Thụy này, anh Nguyễn Đức Tài là bên Thế Giới Di Động đó. Những nhân vật này mình nghĩ các bạn cũng nắm sơ sơ cơ bản hết rồi đó. Trong một cái bài chia sẻ mới đây các bạn này, ông Robert Sale của hãng Corbetto từng phân tích trên tạp chí Forbes này 8 cái điểm lý giải vì sao bất động sản lại là ngành đem lại nhiều lợi nhuận cao hơn mức trung bình của các lĩnh vực đầu tư khác. Có nghĩa là không riêng gì Việt Nam, trên thế giới cũng sinh ra rất nhiều đại gia bất động sản. Tất nhiên bây giờ đại gia bất động sản so với độ giàu là không bằng những tỷ phú công nghệ, chắc chắn luôn các bạn. Ngày xưa để trở thành một tỷ phú bất động sản mất ít nhất là phải 20 năm. Còn bây giờ những tỷ phú công nghệ chỉ cần 3 năm đến 5 năm là họ có thể vươn lên đứng đầu thế giới. Cách đây năm 2019, các bạn biết là Elon Musk đó, sale của Tesla đó, chỉ đứng thứ 3 thôi. Mà tài sản giữa ông và người thứ nhất, thứ nhì là khoảng cách rất là xa. Nhưng ngày hôm nay ông ta đã vươn lên đứng thứ nhất rồi. Chỉ trong vòng thời gian rất ngắn thôi các bạn. Điều đó chứng tỏ cái ngành công nghệ có khả năng mang tính chất đột biến, đem lại những cái lợi nhuận khổng lồ, đặc biệt trên thị trường chứng khoán. Thì trong cái bài này người ta có những ý chia sẻ rất là hay các bạn, để chúng ta biết lý do vì sao đầu tư bất động sản lại là một kênh đầu tư an toàn và đem lại lợi nhuận cao. Ý thứ nhất như thế nào các bạn này, đầu tư bất động sản là an toàn và được đảm bảo bằng chính bản thân nó. Hiếm khi bạn thấy khoản đầu tư bất động sản nào mất giá trị. Và nếu có đi chăng nữa, chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi. Ví dụ trong cái thời điểm chúng ta vừa trải qua cơn sốt, bất động sản chúng ta nó có xu hướng đã đi xuống. Nhưng mà thường thường nó kéo dài khoảng vài năm thôi. Vài năm sau khi thị trường nó khôi phục rồi, cái bất động sản của chúng ta nó tăng lên rất là nhanh. Thì bất động sản nó không giống như tiền tệ hay là đô la. Bất động sản không mất giá trị do lạm phát. Đây là một điều cực kỳ quan trọng các bạn. Bất động sản có xu hướng tăng theo thời gian. Điều này các bạn có thể chứng minh lịch sử tăng giá bất động sản Việt Nam từ năm 1992 cho đến bây giờ. Ai giữ bất động sản từ đó cho đến nay, dường như có những nơi nó tăng hơn 100 lần. Đặc biệt những cái vị trí đất vàng của Hà Nội, Sài Gòn hay một số cái vị trí trung tâm là nó tăng khủng khiếp, có khi lẫn tăng cả 1000 lần các bạn. Như các bạn biết trước đây là chúng ta hay có một cái quan điểm sai lầm, khi lạm phát hay là kinh tế bất ổn á, có nguy cơ lạm phát là chúng ta bán tháo bất động sản, ví dụ như vậy. Rồi người ta tập trung người ta mua vàng. Nhưng mà đó là một quan điểm sai lầm các bạn. Hồi xưa mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ mình càng nghiên cứu, mình càng thấy khi nền kinh tế bất ổn và có dấu hiệu lạm phát, các nhà đầu tư lớn trên thế giới hoặc là những người giàu có, người ta đi tìm những bất động sản để chống lại việc lạm phát. Người ta đầu tư vào bất động sản hoặc vàng. Đó là những cái nơi trú ẩn an toàn. Bất động sản nó có khả năng nó chống chọi lại lạm phát rất là tốt các bạn. Càng lạm phát bao nhiêu là đất nó ủ, nó càng có giá. Cho nên hồi trước mình đọc lên báo hay là một số có kênh YouTube các bạn này, người ta hay nói là kinh tế suy sụp này nọ, lạm phát, cho nên là bán bất động sản. Cái đó là một cái sai lầm đó các bạn. Cho nên thời điểm mà nhà nước cần in tiền ra, những vị trí bất động sản mà tốt là các bạn phải cố mà các bạn giữ. Tại vì chỉ có hắn mới chống lại lạm phát thôi. Chứ còn bán đi mình ôm tiền, sau này mua lại là đồng tiền nó mất giá. Cái thứ hai nữa là các cách tăng giá bất động sản xếp vào loại đặc biệt. Người ta tính như thế nào các bạn này? Bất động sản ngoài sự tăng giá tự nhiên, theo thời gian rồi, mỗi bất động sản còn tăng
dựa vào dòng tiền, sinh lợi, vị trí và cải tạo nội thất. Có nghĩa là ngồi có việc nó tăng tự nhiên, ví dụ như mất giá đồng tiền hay là như thế nào đó, bất động sản cầu một cái hưởng lợi, bất động sản đó nó còn tăng giá là dựa vào sức mạnh cái nơi đó tạo ra dòng tiền hay là không, có vị trí đó đẹp hay là không, và có cải tạo cái nội thất bên trong. Cho nên thường như các bạn biết, một cái bất động sản mà muốn bán được là chúng ta phải thực hiện cải tạo lại, là cái giá trị của bất động sản hoặc là miếng đất của chúng ta nó sẽ nhiều tiền hơn. Có những miếng đất mà nó bằng ao chum ao làng, nhìn nó méo nó mó rồi nó nhớp nó nhúa, nhìn ai thấy cũng chê ta á. Nhưng mà những nhà đầu tư bất động sản, người ta có cặp mắt lỗi đời, người ta nhìn vào người ta biết miếng đất nó nhìn xáo xí như vậy, nhưng mà biết cách làm vệ sinh sạch sẽ, bơm cát vào, xây bò rào lên, nó bạn đẹp cắt ngay luôn. Cái giá trị tăng thêm của bất động sản thứ hai là nó nằm ở cái tính cải tạo của nó. Nó khác với một số cái dòng khác. Ví dụ như vàng là các bạn không thể làm như vậy được. Vàng là mua anh chỉ là đúng anh chỉ về cắt túi rồi vác ra bán thôi chứ còn. Có khi mình đem ra mấy tiệm vàng mà tư nhân ảnh bán ảnh còn trừ tiền mình nữa các bạn. Mình để trong nhà ảnh không hao màu gì hết mà ảnh ra ảnh kêu là có hao màu. Ảnh trừ mình mấy chục ngàn. Trường hợp nó mình gặp nhiều lắm các bạn. Hồi xưa mình hay bán vàng là mấy anh tiệm vàng cứ kêu là vàng bị màu. Nhiều khi ngược đời lắm các bạn ạ. Mình đây trong tay chứ mình lão làm gì đâu. Rứa mà anh kẹn màu anh trừ mấy chục ngàn. Vô lý thiệt. Thì bất động sản là khác các bạn. Ý thứ ba nữa là giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư. Như các bạn biết là nhiều người không bao giờ đầu tư và cũng khá nhiều người không dám mạo hiểm đầu tư vào thị trường chứng khoán. Vì đây là một thị trường rất phức tạp. Cho nên phần đa người ta đầu tư vào bất động sản là một kênh rất là dễ dàng tiếp cận với số đông người dân. Cái này hoàn toàn đúng các bạn. Đầu tư trên thị trường chứng khoán là một dạng đầu tư thuộc loại khó nhất. Nơi đây là thu hút rất là nhiều người tham gia nhất. Trong đó có cả những người tinh hoa nhất. Thị trường chứng khoán là những nơi tập trung những người tinh hoa nhất của xã hội. Người ta gọi tầng lớp này là những con cáo đó các bạn. Thứ hai là những nhà đầu tư, những nhà đầu cơ, người ta gọi đó là những con khỉ. Còn cái loại thứ ba, số đông nhất người ta gọi là gà. Đây thị trường chứng khoán nó phân biệt 3-4 loại như vậy các bạn này. Đầu tư riết lần sòng xe qua lại gì đó thì cuối cùng là chỉ có 5% là những người chiến thắng, thuộc về những cái bài cáo và bài khỉ. Còn 95 còn lại là gà, coi như là chết hết. Thị trường chứng khoán hắn là như vậy các bạn. Nhưng mà các bạn hỏi vì sao hắn chết, nhưng rứa mà răng cũng đau một nhiều dữ đó, đau sinh ra dữ đó. Thì các bạn hãy tưởng tượng một điều như thế này, 95% chết, tài sản nó dồn hết về chỉ có 5% thôi. Cho nên cái số 5% nó nổi bật lên, ai cũng thấy, ai cũng thích, ai cũng mong ước, ai cũng muốn chinh phục, ai cũng muốn lọt vào cái số 5% đó. Còn số người chết đi thì ai để ý làm gì? Mình biết ông Warren Buffett là mình biết ông này ông kia, nhưng mà các bạn đâu có thấy được 1 triệu con người bị thủng túi không? Mình đâu thấy. Nên vì sao những cái hình tượng con người như vậy, những người thành công, nó luôn luôn thôi thúc những người khác tiếp tục đứng lên. Các bạn hãy tưởng tượng là qua 1 năm 2 năm á, sẽ có những đàn gà chết, nhưng mà sẽ có những đàn gà mới tiếp tục đi lên. Nó tiếp tục nó thay thế những người cũ. Cho nên phải nói một điều rằng đầu tư vào thị trường chứng khoán là rất khó các bạn, không hề dễ đâu. Cho nên so với thị trường chứng khoán thì thị trường đất cát dễ hơn rất là nhiều. Các bạn chỉ chọn được những cái bất động sản có vị trí đẹp, mua trúng thời điểm, không phải là thời điểm sốt đất. Mua đất có sổ sách đàng hoàng, không dính quy hoạch, không tranh chấp là xem như các bạn thắng rồi. Các bạn cứ ủ 5 năm, 10 năm đó chăng nữa, đất có lên hay xuống gì không cần biết. Cứ để miết đó là đất nó sẽ chiến thắng. Các bạn không cần làm gì nữa. Còn thị trường chứng khoán rất khó. Thị trường chứng khoán là chỉ dành cho những người có tư duy một tí. Thậm chí có những người có tư duy nhưng vẫn chết như thường các bạn.
bác sĩ, kỹ sư, thậm chí là thạc sĩ, tiến sĩ gì vào thị trường chứng khoán là sơ suất là vẫn cháy, cháy nhiều lắm. Thị trường chứng khoán nó quan trọng nhất còn cái gì các bạn biết không? Đó là dẫn dắt bởi lòng tham và sự sợ hãi. Hai yếu tố nó luôn luôn nó đi song hành với những con người của chúng ta, lòng tham và sự sợ hãi. Thì khi thị trường lên ai cũng tham, ai cũng nhảy vào đây, ngứa tay ngứa chân chịu không nổi mà súng tiền liền, chơi tắt tay luôn, mặc kinh mặc đồ vậy đánh tút tục ra á. Nhưng mà khi thị trường chỉnh cỡ vài phát nói bạn là thi nhau bắn tháo cá với khỉ, nó bạn rung phát là gà là chạy toán loạn ra, không biết cái vụ chi mà mấy anh nên bán giữ đây là mấy anh thi nhau mấy anh bán tháo chạy rồi, tháo chạy đã đài sân gió anh bán giá thấp, bán giá thấp rồi thì mấy anh đợi ra anh hốc lại anh mua hết lại xong rồi là mấy anh ghi lỗ. Lỗ rồi cái bắt đầu anh tích tắc anh bán ra miết anh rị giá lên lại, cái là bầy gà là nhảy vô tiếp đấy. Đó là một ý nữa các bạn ạ. Dễ dàng tiếp cận với các khoản vay này, các nhà đầu tư bất động sản dễ dàng tiếp cận được với ngân hàng, thậm chí là vay rất là nhiều nếu dùng chính bất động sản để làm tài sản đảm bảo. Cái này đúng thôi các bạn, ở Việt Nam bất động sản là một trong những tài sản ưa thích của ngân hàng, cầm cố rất là sướng, rất là chắc chắn. Chứ còn tài sản ví dụ như là nhà máy công xưởng nó hao nó mòn nó hư hỏng theo thời gian, cho nên cầm cố đất cát là sướng nhất. Mà nói các bạn hiện bây giờ ngân hàng của chúng ta cầm sổ đỏ của người dân và tổ chức, mà nói các bạn cả kho đây đó không làm chi cho hết đang á, cho nên mấy ông ngân hàng đây mà thấy đất sốt là mấy ông vui mấy ông mừng, chứ còn đất mà có sự cố chi là mấy ông ngân hàng cũng sợ gớm lắm, ngờ ông run rãi trong đó. Nói bạn có sự cố những bể ầm răng phát là ông ngân hàng ôm đóng sổ đỏ đó cũng chịu trách thôi. Bây giờ ông ra ông bán đây thì bán cho ma đó, tới hồi cũng bể rồi thì đất cát bán đài có ai mua rồi cả, cho nên ông ôm ôm thôi chứ ông trông cho thị trường ấm ấm lên ông mới vui được. Chứ còn thị trường vẫn bể như cách đây mười mấy năm, nó bảo mấy ông ngân hàng này ổng cũng trách thêm mấy ông bất động sản luôn. Một ý nữa, bất động sản có thể truyền qua nhiều thế hệ, cái này đúng các bạn. Các bạn có thể cho con cho cái tiền vàng chứ không biết, nhưng mà các bạn để đất là một điều tuyệt vời nhất, là một khoản tích lũy cho con cái mai sau rất là bền bỉ. Tiền bạc có khi tiên nhanh chứ còn đất thì trừ anh nào mà anh sướng sẵn là anh bán tiêu thôi, chứ còn cơ bản các bạn cho đất nó an toàn hơn. Và đặc biệt đất là nó để lại cho con cái làm nhà làm cửa rất là quan trọng, trừ những anh nào anh chơi bời thì anh làm bại thôi, chứ còn phần đa đất chúng ta cho con cho cái nó giữ lại nó chắc chắn hơn, và để lại bao nhiêu miếng được hết các bạn, có 100 miếng để lại 100 miếng được không sao cả. Đặc biệt hiện bây giờ Việt Nam của chúng ta chưa đánh thuế bất động sản, cho nên là có việc giữ lại cho con cái rất là nhiều người người ta làm như vậy. Cuối cùng nữa là có thể kiếm được thu nhập thụ động. Như các bạn biết bất động sản nó tăng giá thời gian là nhờ cái gì các bạn biết không? Nhờ khả năng khai thác nó. Nhiều cái bất động sản nó bạn làm vị trí đẹp nhất ngay, đi ra ngoài đường thì mình thấy thành thế bà luôn á. Ở chỗ mình có nhiều lô góc đẹp ngắt ngay các bạn, nhưng mà họ không bao giờ người ta khai thác. Mình nghĩ là họ quá giàu rồi các bạn, họ không cần khai thác. Các bạn có thể đi các khu đô thị, các khu chung cư, hay là những cái tuyến đường lớn, những cái lô góc mình nói các bạn nó đẹp, bạn thấy cỏ nó mọc thôi chứ có ai thuê đâu cả. Nhiều người người ta giàu nổi người ta không cần cho thuê luôn các bạn. Còn đối với chúng ta mà những người mà khai thác dòng tiền á, những cái vị trí đẹp là một cái nơi có thể cho thuê kinh doanh làm ra tiền rất tốt, có thể nói một điều là như vậy. Ở Hà Nội, Sài Gòn, những cái vị trí trung tâm đẹp vừa rồi có một số bạn chia sẻ các bạn đó, một cái nhà người ta cho thuê một tháng có khả năng kiếm 100 triệu trở lên, một năm như vậy là kiếm bậc tỷ. Đợt vừa rồi dịch người ta trả bình thường không có dịch, như bạn biết là những cái vị trí như vậy tạo ra dòng tiền rất tốt,
có thể nuôi sống gia đình của chúng ta một cách rất là khỏe, rất là nhàn. Đồng thời có những cái dòng tiền như vậy, chúng ta tiếp tục đầu tư những cái vị trí khác hoặc là đầu tư những cái lĩnh vực khác nữa. Mình thấy rất là nhiều người có những cái vị trí tốt, phần đa người ta cho thuê ấy các bạn, rồi cả gia đình của họ thuê một các căn nhà khác người ta ở. Như vậy là giải quyết được hai vấn đề: một là mình cũng có thu nhập thường xuyên, có cuộc sống thoải mái, và đồng thời từ cái nguồn đó mình cũng thuê là cái nhà mình ở, nó không ảnh hưởng gì đến mình hết. Và cái bất động sản đó nó càng tăng giá theo thời gian nữa, cho nên nói về bất động sản nó có tính khả năng tạo ra thu nhập thụ động rất là tốt. Chính vì vậy mà vì sao các bạn biết là rất là nhiều người, người ta làm bất kỳ ngành nghề nào, đến một cái giai đoạn nào đó rồi họ cũng sở hữu rất nhiều bất động sản, sở hữu rất nhiều các bạn. Ở Việt Nam mình phần đa những người giàu có trở lên đều có bất động sản, đặc biệt là những bất động sản VIP, những bất động sản độc đáo là người ta có hết. Còn những người nghèo nghèo sống chết gì cũng ráng có được miếng đất hoặc là các khu chung cư, một cái căn hộ để ở. Cái khát vọng, cái mong muốn sở hữu riêng tư, cái bất động sản riêng tư của người Việt Nam mình nó rất lớn các bạn, chứ không phải như nước ngoài. Nước ngoài người ta chỉ cần thuê người ta ở thôi, còn cuối đời là người ta vào dưỡng lão vậy đó, người ta không có ở lâu dài. Còn người Việt Nam mình khác, sống chết gì cũng phải ráng kiếm được một cái bất động sản, thì sau này có điều kiện thì mua cho con cho cái, hay là có tiền tích góp vài chục cây vàng gì đó, thấy đất là rẻ lại đi mua đất. Như này nói bạn, bất động sản ở Việt Nam là một câu chuyện còn dài và rất dài. Khi nào nhà nước ví dụ như đánh thuế bất động sản nào kia thì lúc đó mới tính sao, chứ còn hiện bây giờ chưa có chính sách đó. Thì người Việt Nam mình phần đa 99%, dường như 100% luôn các bạn, là ai có tiền cũng thích mua bất động sản hết trơn, vì có những cái ưu việt như vậy đó, hồi nãy mình chia sẻ đó. Vì sao mà người ta đều thích mua và tích trữ bất động sản là có lý do của nó. Rồi, ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. À, các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.